Nguyên TV xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé. Thì sau mỗi dịp xuân về đấy, ở tất cả các nơi đều là chuẩn bị đón xuân từ những ngày trước Tết, một số ngày ít nhất là một tuần. Thì ở chỗ mình ở thì cũng vậy. Đây là một cái khu của thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở thành phố Thủ Đức, phường Phước Bình. Thì ở đây thường là hàng năm vẫn tổ chức những cái chợ hoa xuân như thế này. Thì năm nay cũng vậy, hôm nay là ngày cúng ông Táo, tức là ngày 23 âm lịch, còn 7 ngày nữa là đến Tết rồi. Thì ở đây bắt đầu là chuẩn bị, thường là chuẩn bị từ ngày 20, nhưng hôm nay bắt đầu mới đông lên. Thì mình mới ra đây để chia sẻ với các bạn ha. Đây là một cái chỗ mà ngay cái đầu của cái chợ hoa xuân này, họ dựng lên một cái cảnh như thế này này. Bông lúa rồi bàn tre, rồi chỗ ngồi để mọi người đến đây chụp hình. Đúng, đó là một cái rất là hay. Bên kia cũng có, bên kia thì có bánh chưng nhưng mà không có bàn ghế. Thế mà ở đây bắt đầu bày hoa ra rồi. Thì mình bắt đầu chia sẻ với các bạn từ ngay cổng vào. Đây thuộc là đại lộ 2 nhá. Ngay đây thì mới bày trưng bày hoa giả này, hoa mai giả này. Đây có cây mai thật mà nó nhỏ nhỏ. Đây ngay là vào đây là đã bày mai bán này, những cái cây mai nhỏ nhỏ. Thì cái này chắc là chỉ khoảng trên dưới 100 ngàn một cây thôi. Không có người ở đây, giờ này không có người ở đây thì mình không hỏi được. Đây giống như lúc nãy bên kia này, mà bên này thì không để cây gì để ngồi, thành mình không có ngồi được. Các cái đồ bánh chưng, bánh tét. Còn đây cũng là hoa cúc để ở đây thôi, vẫn còn bọc nguyên trong đây, chưa có rỡ ra. Tại hôm nay là những ngày mới quá. Bên kia là trưng bày mai này. Có một cái khu mai nhỏ ở đây cũng vậy. Mai này là hơi nhỏ nhỏ để tới có bonsai trồng tiền. Đây, mai đã nhiều rồi, hôm nay mới về. Mai mới về hôm nay hả bé? À, tối hôm qua. Năm nay một cây cỡ như thế này khoảng bao nhiêu? 2 triệu. Đây. À, trung bình khoảng 2 triệu một cây cỡ này. Có chậu, có gốc. Thì cũng giống, giá cũng giống như mọi năm. Nụ nhiều lắm à? Ví dụ như một cái túi này là khoảng bao nhiêu à? Cái giỏ này này. Có giá không? Chưa thấy giá, chưa dám. À, là triệu mấy? Cái này 576. Triệu 390 ngàn. Chắc nó đắt ở mấy cái chai rượu vang. Cái kia có 300 mấy, 400 ngàn. Cái đó thì nhìn nó lớn nhưng mà giá nó thấp. Cái này có mấy cái chai với lại bia. Bắt đầu giờ. Đây là một quầy hoa giả này, gọi là đào đông gì đó. Thì đây giờ này cũng chưa có ai ra bán rồi, mà cửa hàng chính trên bên này. Thôi mình cũng không qua hỏi nữa. Cá chép mùa này có mùa nè, cá chép mùa này có mùa nè. Buổi chiều này cá chép vẫn còn bán, bán giờ ông Tô ông Táo. Rất là nhiều, 10 ngàn một con thấy sao không? À, sáng 50 ngàn 3 con, giờ 10 ngàn một con. Thông thường ngoài Bắc là các bạn thấy là người ta sẽ cúng vào sáng, cúng vào cả buổi chiều buổi tối luôn, giờ này nó bán rồi cái đó. Vậy là buổi chiều mình đã chia sẻ với các bạn đó là hôm nay ngày 23 đưa ông Táo về đó. Thì lúc đó là người còn ít lắm. Bây giờ bắt đầu vào 8 giờ tối này thì người qua lại rất là đông. Cái này mấy không? Chào nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng với các bạn nào. Đây lúc này là xe kẹt lại luôn à. Đấy, người qua lại đông lắm.
Các gian hàng cũng đều kín người hết. Đây cũng chụp đường này là chụp đường chính luôn. Giờ này á, trong miền Nam này vẫn còn bán cái hoa này để cúng ông Táo này. Cúng cả tối luôn chứ không phải như ngoài Bắc là chỉ cúng có buổi sáng thôi. Cá cũng mới dẹp xong. Đây quẩy bánh chưng này. Hôm nay là 23 đã bán bánh chưng rất là nhiều này. Cái này là bao nhiêu một cặp này? 300. 300 một cặp. Này chắc phải là ký rưỡi. 2 ký. 2 ký một cái. 300 một cặp. À, 4 ký, 300. Để cảm ơn nhiều ha. Bưởi rồi bánh à, có cả bánh chay, bánh tét chay. Đây là quầy vàng mã. Dạ em có không? Tập liền đó. Quầy này là quầy gói quà. Cái quà này chắc là toàn quà xịn rồi, cũng mắc tiền. Bên này nữa. Chào em ha. Một cái gói như thế này là bao nhiêu tiền em nhỉ? 550. Cũng có một chai à, vàng Đà Lạt. À, chứ không phải là đang nhập vàng Đà Lạt. Quay video. YouTube, Facebook. Rồi, cảm ơn nhiều. Tiếp theo đây là quầy bánh kẹo này. Rồi, có chị chủ quầy xinh đẹp là chào khán giả. Cái này là bao nhiêu một ký nhỉ? 240. Không đẹp mà, tụi tao có tới chơi. Đây, mình đi tiếp sang cái là khu gói quà. Tiếp sang bên này, mây che lá. Đây, những cái rổ rất là xinh xắn đẹp ha. Nhỏ xinh. À, cho hỏi những cái nhỏ nhỏ này khoảng bao nhiêu một cái nhỉ? 160. 160 là một cụm như này. Một bộ hai cái. Bộ hai cái là 160. 160 nhân bộ hai cái. Thế còn cái lẻ nhỏ này. Lẻ nhỏ có kêu trên kia. Đây là quầy đồ sứ nha. Đây quầy hoa. Lúc nãy thì cả đã coi rồi. Một chậu cát tường này bao nhiêu tiền thôi nhỉ? 65 ạ. Vậy là 65.000 một chậu cát tường này. Ở đây có giá đây rồi nè. Cái này 80 nè. Cũng rõ ràng. Dạ cảm ơn nhé. Hoa đào thì không đọc. Cái cành nào này bao nhiêu ạ? Một cành 250 một cành. Đầu lân ở đây nữa này. Dạ chào. Một cái đầu lân như thế này bao nhiêu ạ? 250 một đầu. Bằng nhau hết à? Còn nhỏ 150. À, cái nhỏ 150. Rồi Tết thì mua cho các bé chơi không? Làm rất là đẹp. Lan vàng, một chậu này lớn quá. Cái này là bao nhiêu một cái chậu này chị? Nhánh 200 lên. À, cứ đếm nhánh lên tính tiền. Nhánh 200, đếm lên tính tiền. Cái này thì... Cái này là mấy chục nhánh nhỉ? Hai mấy? 5 nhánh. Dạ. Cảm ơn chị nha.
Đây mình thích cái này này. Chậu này rất là đẹp mà. Lần ở đây là không đề giá. Khi nào cần đến đây thì để hỏi thôi. Chứ cái loại mà 350 loại trên đây thì là 200. À. Loại trên là 200 một cành, dưới là 250. À đây có một cái chậu này có giá này, cái bình này có giá là 1,1 triệu rồi nè. Triệu mốt một cái chậu này ha. Có làn mới. À, làn mới. Cái này là một vòi là 200. À, mình vừa được nghe là một cái vòi là 200, hai vòi là 220. Hai vòi thêm có 20 nữa hả? Mà làn đây đẹp thật. Rất đẹp. Trung bình là 200 một vòi ha. Làm đi ạ. 200 một vòi trung bình. Cốt này mình chưa biết xuất xứ ở đâu mà quả rất là sai xanh. Nhưng mà giờ này không có người bán. Không hỏi được giá. Chưa có người bán. Vậy là có giá là 150 cho một cây này nhá. Bên kia là 500 thì cây lớn hơn chút. Đây mình đưa đến gần nhá. Đấy cây đó là 500. Còn cây mãi tít đằng kia lúc đầu mình đến ấy, là khoảng hơn 1 triệu. Đây mình đang đứng trước một cái quầy hoa. Hoa này là gọi là hoa đào, đào đông à? À hoa đào đông. Thì những cái bình kết này rất là đẹp mà. Mình sẽ hỏi giá. Ví dụ như mà cái bình này này có con mèo vẫy này là bao nhiêu tiền ạ? 850. Dạ. Cho con cái bình lớn trong kia. À khoảng 2.450.000. Nói chung là trên dưới 2 triệu. Còn cái loại nhỏ nhỏ như thế này bên ngoài 450. Vậy là có giá là từ 450 trở lên cho đến hơn 2 triệu. 350 cũng có. Nhưng mà cái quầy chính là trong này này. Đây mới là quầy hoa chính này. Đây quất ở này đẹp này, những cây lớn này. Trái nhiều xanh. Mà không thấy chủ. Đây là còn năm nay là còn dừa. Dừa bonsai này, dừa kiểng này. Một cái cây dừa thì có trái lên như này, lá lên đây, còn gốc thì mãi bên dưới này. Năm nay thấy nhiều cái này ha. Đấy. Mình phải hỏi xem là có ai không. Không thấy chủ. Không thấy chủ đâu. Bên này thì có hoa cúc. Cúc mâm xôi. Cái này bao nhiêu một chậu bé nhỉ? Cái này bao nhiêu một chậu? 250 một cặp á. 250 một cặp. Ừ, một cặp là 250. Có cả cái này luôn, cái đế này luôn. À, để tính riêng. Đấy hôm nay mới là 23 đưa ông Táo mà đã nhiều như này rồi. Đưa lấy luôn cái đó là nhiều rồi. Một chậu này là bao nhiêu em? 60.000. 60.000 một chậu này. Dưới đây còn cái này nữa này. Một cái chậu này bao nhiêu em? 30. Thế còn một cây ớt? 30 một cây. Đây mình đang đứng một cái quầy mai này. Quầy mai này toàn cây lớn thôi. Chị với xe hỏi. Vậy là mình một cái cây này là bao nhiêu tiền anh nhỉ? Cây nó để 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi cây này. Cây này rất cao khoảng 2 mét mấy, gần 3 mét đấy. Tốc 8 năm. Hoa rất là nhiều, bông nhiều, nụ nhiều. Vậy. Cây này là Tết nở đúng luôn anh à. Cây này mà nở ra nhiều hoa đẹp thôi. Có thể hết một tầng hoa rồi. À. Sẽ nở thêm một tầng hoa khác anh nhìn nè. Dạ, à, tức là nó sẽ có hai tầng hoa. Ba tầng hoa chứ. Ba tầng hoa.
Thế còn cây bên này thì bao nhiêu anh? Cây này không vậy. Không vậy luôn, mà cây này cái tầng nó khác. Cái này nó được tán. Cái này sẽ nở sau cây kia, cái bông nó nhỏ hơn. Nó nhiều tầng hơn, nhưng mà nó vẫn có ai ra. Dạ. Mai khoảng 6 triệu một cây. Đó là cả chậu luôn hả anh? Thì đó, vậy luôn á, còn nở xa thì không phụ. Cái cây này có rẻ hơn không? Cây này thì để 4 triệu rưỡi thôi. 4 triệu rưỡi cho cây này. Là nhanh gọn lẹ đó. Nhưng mà ví dụ chơi xong rồi gửi lại thì như thế nào nhỉ? Dự gửi lại thì tiền giữ một năm nó khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi gì đó. Thế coi như là một năm sau anh lấy lại thì coi như là chơi cái này 2 triệu, khoảng đó 4 triệu rưỡi, sau này gửi lại 2 triệu rưỡi thì sang năm chơi tiếp. Dạ đúng. Gọi là 2 triệu chơi cây mai này. Nhưng mà mình gửi rồi mình có đảm bảo không? Dạ đảm bảo chứ anh, còn nếu mà không có là phải, nếu mà nó bị thất bại vì mưa gió bộ lục gì đó thì phải có cây khác để thế. Ok. Rồi. Cây của anh vẫn là cây của anh, nhưng mà nếu mà nó bị thất bại chẳng may nó không hợp tiết thì có cây khác thế. Không may mắn thì nó sẽ có người ta thế cây khác cho. Đây nở rồi này, cây này mình thích cây này này, đẹp này. Cây này có một số bông nở mà chắc cây này nó cũng vừa tiền hơn đấy hả? 4 triệu rưỡi. Các bạn tái đáp trước giờ là và cũng gửi nhà vườn lại khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Dạ. Tức là mình cứ gửi nhà vườn này, nếu như mà hỏng thì sẽ đền cây khác. Dạ đúng. Gọi là thường cây khác. Là tới năm tới vẫn có cây để trình. Cầm một cây tương đương. Cũng hay đó. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Đây, cái quầy này cho mọi người đến chụp hình này. Đây là hoa cúc. Chưa bán, chưa bày ra. Đây là chậu ớt này, ớt kiểng. Cái này là bao nhiêu một chậu này? 40. Cái trái này ăn được luôn không? Cay, ớt cay. Cay hả, ớt này cay. Một chậu ớt kiểng này 40 một chậu nha, đẹp luôn. Bên này cũng vậy luôn. Đây có người đề xuất là quay ông chủ đẹp trai. Còn cái bông này là bao nhiêu một cặp này? 200. Cái này 450. Cái này mấy 200. Ủa nó nhìn cũng giống nhau mà, bên này. Chậu này 9 cây đó có 5 cây à. Chậu lớn. Đây là 200 này, một cặp. 200 một cặp. Còn bên kia là 450. Cảm ơn. Thế còn cái 500 một cặp, cái đó là gọi là cúc mâm xôi đấy hả? Nhưng mà mình thấy cái này nó hiệu quả hơn này. 40 ngàn một cây xong rồi chơi xong ăn luôn này. Chơi xong ăn luôn thì cây trồng mà. Đây này có ớt tím nữa nha. Trái tím này, chín nó cũng vẫn đỏ như thường. Nhưng mà còn này thì nó đang là... Đâu? Đây cây tím nữa này. Đâu? Đây. Cây này chín đỏ luôn rồi, đẹp luôn. Này rỡ ra là đẹp luôn, 40 ngàn một cây. Rất là rẻ rồi. Cây này cũng đẹp đúng không? Cây này thì nhiều trái. Cây trái đứng. Nên là mình được chị chủ đây. Cây này là trái tròn. Đó, cây này là bỏ cái bạch cho là nhìn nó hấp dẫn ngay rồi này. Nhiều trái này. Đó. Thế được chị chủ xinh đẹp là... hỗ trợ. Sừng ớt to, ớt đủ thôi. Đủ các loại ớt, 40 ngàn cây. Cái này là 500 một cặp này. Trời nó bự quá rồi, cái này đường kính nó phải lên đến 8-90. 8-90, 8 tấc, 9 tấc ạ. Một cặp, 500 một cặp. Cúc mâm xôi. Cảm ơn nhiều ạ. Đây là một quầy mai nữa. Gửi cho đến mình hỏi một cái nữa. Dạ, làm ơn cho quay một chút nhé. Cái cây chị đang cắt này là bao nhiêu tiền một cây này? 1,5 triệu. Bên này là giá mềm.
Loại da mềm. Còn cái cây lớn này, cổ thụ này là bao nhiêu? 5 triệu cho cây này. Gốc này chắc phải 5-6 năm tuổi không? Đây bên này có cây 5 triệu này. Đấy, còn cây này có 1,5 triệu thôi. Còn cây này? 1,8 triệu. Ừ, cây này 1,8 triệu, thế hợp lý này. Nhiều bông. Nhiều bông. mình không có dành, cứ thấy cây nhiều bông là thích rồi. Rồi, cảm ơn nhiều ha. Rồi, cây này 5 triệu này. Cái này có trả giá không? À, gọi là có trả giá. Rồi. Là hôm nay mới là khai mạc thôi, đời chưa có trả giá. Rồi sẽ được trả giá. Đây, lan này chậu rất là nhỏ. Cái một chậu này là bao nhiêu ạ? Cái này này 80. Lan này là 80 một chậu. Một chậu có một vòi. Có thể hai vòi. Còn bên này thì đẹp này. Bên này mai đẹp. Gốc này đẹp này. Nhiều nó. Cái này chắc là mắc tiền nhưng mà không thấy chủ. Kia có cây bọc kín này nữa này. Đây có giá đây rồi. 1,1 triệu cho cây này. Còn cây đẹp đẹp thì mình xem nào. 2,9 triệu à? Chào. Chào. Cái tự nhiên gì ạ? Dạ dạ. Cái cây này là thấy đây là 2,6 triệu ấy. À, thầy giáo của em ưu đãi thầy giáo. À, cái này là đã thuê 2,6 triệu. À, cho thuê chứ không phải là cái miệng như vậy. À. Cái này thì chắc nhà vườn không thấp. Đúng rồi, cây này thấy đẹp quá. À, giá đấy là giá cho thuê. Rồi. Cái to thế rồi, nhưng mà các bạn rất sẵn những cái sẵn đó người ta cho. Còn những mà không lớn còn không to thì cho. Dạ. Thế như cây này là bao nhiêu anh? Dạ cái này nếu mà mình chăm này rất là lâu rồi, cái này nếu mà tầm mà bán thì đâu 10 triệu 16 triệu. À 16-17 triệu, còn cho thuê đang là cho thuê là tầm 9,5 triệu 10 triệu. 9,5 triệu đổi giá thôi. À tại vì những cái đẹp mình đa số mình dành cho thuê nhiều hơn. Dạ cái đẹp dành cho thuê, còn những cây mà bình thường các bạn những cái đẹp dân thấp hơn để người ta thuê người ta chơi người ta mà chặt khó. Dạ. Cây như thế này là bán đứt là 17 triệu luôn. Dạ đúng rồi, bán đứt là 17 triệu ạ. 17 triệu bán đứt cho thuê một nửa giá. Cho thuê một nửa giá thôi. Đấy mình. Dạ. Cây này hoa rất là nhiều cho mình. Hôm nay thấy cây này là đẹp nhất cái khu này rồi. Dạ. Nhưng mà còn cái cây cổ thụ này thì nó có giá có khác không? Dạ những cây mà những cái này là do là giờ thời tiết vừa rồi á là nó bung hết nhiều quá. Nói chung nhà vườn năm nay là coi như là hầu như là nở sớm. Dạ vâng, thì những cây như thế này á là em đem ra đây để lại bán khách, là khách nào mà mua thì mai thế á họ sẽ chọn những cái mai này. À. Dạ. Còn những cây những khách mà ví dụ như mà mua hoa thì mình sẽ chọn những cây hoa này. Dạ, thực ra thì một vườn khoảng 100 cây thì nó khoảng đạt khoảng 70-60 cây ở vườn cây là đạt nhất tỷ lệ thôi, mới đem ra thôi. Đó, còn những cây nó có những cây nó còi cọc vậy luôn á. Dạ. Nên là giá trị nó không được cao. Dạ. Giống như cây này thì ok nè, cây này thì dạ. Nếu như mà mang người cùng mua mai thế á thì họ sẽ mua cái tầm giá tầm 20 mấy triệu một cây, 30 triệu họ vẫn mua. 20 triệu cây này. Dạ vâng, 20 triệu cây này thì họ vẫn mua. Cây mai thế. Dạ mai thế, nó là dáng rất là đẹp. À. À, nhưng mà nụ năm nay không đạt, cái năm rồi nó đạt cây này bán đến 40 triệu cây này. 40 triệu rồi. Năm rồi cho thuê 17 triệu. Dạ. À, cây này to quá. Dạ, cây này to. Cây rộng. Phần tán nó rộng này. Nó thế nó có tần. Dạ. Nhiều tần. Thế coi về cây này thì lại được cái ưu điểm là nhiều hoa. Dạ. Và nở rồi. Nở bắt đầu nở trên từ trên xuống rồi, mà cái hoa này chắc là nở được dài lắm đây. Dạ tại vì thật ra là nhiều em cũng tư vấn luôn là mọi người luôn là đấy là ví dụ như mình đã một khi mình chơi mai á. Dạ. Thì để mình để cây mai mình luôn luôn đẹp á thì mình lưu ý là ví dụ như dạ. Một cái nhánh mai này nó tầm khoảng 5 cái bông. Dạ. 5 cái bông thì nếu như cái bông này nở nè thì nó sẽ bị nó nhở như thế này. Dạ. Anh chỉ con này ha. Dạ. Nở như này thì dài ngày mai mốt nó sẽ tàn, nó đụng cái này xuống nè. Dạ. Nó đụng cái xuống thì nó còn cái đài như thế này. Dạ. Đúng không ạ? Thì yeah. Cái mai này mình để luôn vậy thì nhìn cái mai rất là cũ. Yeah. Nó cũ thì bây giờ mình chịu khó mình lặt cái này xuống. Yeah. Thì cái mai anh nhìn thì mới can thì ban luôn, nó không có bị một cái gì hết đúng không? Yeah. Đấy, nhiều người kỹ á thì cây mai họ từ 1 cho đến 10 luôn vẫn đẹp. Tức là cái này thì nó rất là nhiều nụ rồi. Dạ đúng rồi. Khi nào nó nở mà nó chuẩn bị tàn mình ngắt nó đi. Dạ đúng rồi, nó tàn xuống đây mới chờ là cái sảnh đó. Để nó ra cái mới. Đúng rồi. Oh. Mình lặt bỏ đi mình anh cái quay đã để nhìn cái kinh nghiệm cũ liền đúng không? Đây. Ví dụ nở chừng bao cái thôi là nhìn cái cũ liền. Đúng rồi.
Bây giờ nếu mà anh lặt đi là nhìn cái này nhìn nó mới liền. À coi như là chưa đó, có cái coi như chưa có cái bông nào luôn. À, thì cây mai luôn luôn mới, luôn luôn đẹp. Đúng đấy. Với điều kiện là cái cây này nó nhiều hoa. Dạ đúng rồi. Nó xài hoa. Thì cái nào cũng vậy hết á. Hầu như là mỗi một cái chọc như thế này nè. Một cái chọc hoa như thế này, một cái chọc như thế này nó sẽ là 5 bông. Rồi. Đến 10 bông. Rồi. Dạ. Thì 5 bông thì nó mỗi một cái bông, cái bông này nở trước một ngày, bông này nở sau. Rồi. Khoảng nửa ngày hoặc phải một ngày. Đó. Thì 5 cái nở liên tục với nhau. Nó đực lên thì cây mai này nó đực lên một cái rất là nhiều. Nhìn anh nhìn cây mai nở vậy đó, thật ra nó chưa được 3% nữa. À, nó chưa được 3% nó nở rực vậy thôi. Không, rồi cao như này mà chưa được 3% nở đúng không? Nó thằng anh nhìn đi một đủ 5 cái mà nó nở mới con cái thôi. Rồi. Dạ đó. Đây. Có nhiều nơi thì người ta sợ là khách thấy mai nở rồi khách sợ. Nên người ta sẽ lặt hết, bỏ xuống hết nở nụ, còn em đây là bán thực tế. Trời, tức là không thấy hoa nở rồi người ta lặt rồi. Đúng rồi. Thật ra mình để luôn. Coi hết cho mai, thật ra mình nếu mà cách mình biết á mà mình sẽ tư vấn, mình lặt xuống là sẽ lấy liền, thấy lòi nở ra hết. Đó mình bán là mình nói thực tế vậy nó sẽ hay hơn. Đây cái cây này anh chụp hình mình Tết nó đực một cái như bức tranh màu vàng luôn. Đúng rồi. Tết nó ra là thành một cây màu vàng luôn. Dạ. Cảm ơn anh. Xin hỏi anh tên gì nhỉ? Dạ em tên là Bảo Quốc. Bảo Quốc, nghe kinh nghiệm mà chơi mai của anh Bảo Quốc ấy, nhà vườn. Dạ cảm ơn anh Bảo Quốc nhiều ha. Dạ cảm ơn nhiều. Mai bên này này, nhà này có hai cây mai nở rồi này. Nở nhiều luôn rồi này. Đang tỉa cành. Quầy này là loại quầy có gió quà. Đây là toàn hình như đồ ngoại hả? Bánh ngoại. Bánh ngoại. Thế mà một cây này là khoảng bao nhiêu ạ? Dạ tổng 500 thấp nhất. Cho còn thêm chai rượu nữa là nó nhiều tiền đấy. À. Đúng rồi. Có rượu nó nhiều tiền. Đây như là có, đây có chai sâm banh này là bao nhiêu? Dạ. À, không có giá đây nhưng mà nhìn xa không thấy. Cái này triệu mấy này? Dạ. Cái này bắt mắc nhất rồi, bỏ cái triệu. Triệu là bên này một tí. À, chai rượu ý này là mắc nhất cho cái gói quà này. Nó là 2 triệu mấy, 2 triệu rưỡi cho cái giỏ quà này. Đây là toàn đồ ngoại, bánh ngoại, rượu ngoại. Thì giá thành nó hơi cao một tí. Cái nào mà không có rượu thì nó rẻ hơn. Đây, 570. Cái này là... cái này không có rượu. Còn có rượu thì nó mắc từ 500-600 đến 2-3 triệu. Không, mấy cái chai là sao vậy? À, mấy chai này. 550 một chai. 550. Đúng rồi, 550. Chai này là mắt rồng. Đến đây là quầy giày dép. Bán này bán theo mớ. Cái luôn chứ đâu. Quần mới. Quần này nó có cái có 10.000 đó chị ơi. Đây. Camera em. Lại. Đã mua xong rồi còn gọi lại để bớt tiền nữa. Mua xong rồi vẫn còn bớt. Rồi. Để quầy bưởi da xanh này. 60 một ký. Bưởi da xanh loại 1. Loại 1. Lột đỏ. 60.000 một ký. Thế còn những loại dưới này thì bao nhiêu? 50. À, xuống dần. Trong kia 75. À, loại kia còn mắc hơn loại này nữa. Kia là đặc biệt, loại cành lá. Đó. Đây là loại đặc biệt này. 75.000 một ký này. Còn loại 1 là 60 này. Rồi loại 2, loại 3. Nhưng không phải 4 đó. 60 này. Đây là cái này chắc rẻ nhất đây hả? Ở đây thông báo cho chú ăn luôn á. Cái này là mấy chục một ký? 50. Đây là cái này 50 một ký. Một trái này chừng khoảng 2 ký á. Trái em nó 2 ký. Trái em này chừng ký mấy. Bưởi da xanh. Còn đây là những cái mặt hàng trưng bày thì không tính, ở đâu cũng nhiều, bán khắp nơi. Bán khắp nơi. Năm nay tổ chức to, nó kèm giống như là vừa chợ Tết vừa hội chợ. Giờ đang là 9 giờ mà vẫn còn đông này.
Đây có hot girl nước mía. Hot girl nước mía. Lên sóng luôn. Vậy này đó, một shop quần áo mà kiêm luôn bán nước mía nữa, tiền để đâu cho hết rồi à? Hết còn phần bên này này. Bên này là cái phần này là phần của hội chợ nhá. Cái phần lúc nãy mình chia sẻ đấy là phần của chợ Tết. Này rất là đông bên đây, chỉ bán có bán là vỏ bọc điện thoại, ốp lưng điện thoại này. Bên này thì bán đá phong thủy này. Bên này bán giày dép này. Có vậy thôi mà đông như thế này á, còn nhiều nữa. Chào. Xuống đó nó bán nhiều mặt hàng này, còn có đồ ăn này. Đây có giày dép đây thôi. 35.000 một đôi. Còn bên này thì bán mắt kiếng. Thì sẽ có hai dãy hai bên nhá. Bên này nhắn ta cho mẹ nhắn chứ nước ép chai kênh vừa xa là việc đang hoàng vừa lịch sử đâu làm lại là phát. Đây có một quầy trang sức. Nhìn đẹp lắm à. Bên này thì bán trầm hương này. Đây cái bức tượng này nó tượng trầm. Thơm luôn, vẫn còn thơm. Ba hầu phúc lộc thọ. Này vòng đeo chuỗi hạt. Hương nhang. Đây là cây trầm này lớn này. Trầm hương này này lớn lắm à. Bên này là quần áo. Áo sơ mi Thái Lan 200.000 một cái. Đây mình sẽ đi dọc dưới đây. Mấy hôm mình chưa có chia sẻ xuống cái đường dưới này. À đây là mỹ phẩm sữa tắm các thứ, giày dép 180.000 một đôi, chắc là hơi khó bán. Trên kia bán 100.000 ba đôi. Mình đi thẳng xuống dưới đây sẽ có toàn đồ ăn thôi à. Đồ chơi trẻ em. Đây, hôm nọ mình đến cái quầy này này, có nàng đang xịt nước hoa cho mình luôn. Quầy mỹ phẩm nước hoa. Xin chào. Rồi, 300 mười ca một cái. Dẹp nha. Bốn dẹp. Sớm như là mấy gói không? Nha. 10.000 cái hả? Dạ. Còn lấy một cái rồi. Cái này là mình chọn như này thôi phải không? Không cho vào. Cuốn đẹp lấy nhớ. À, mình chọn vào như thế này thôi. Rồi cuốn nó lại. Đây một cái 10.000. Rồi, lưu được cái đó. Bên này là đồ chơi thú bông. Chọn đi, chọn đồ, chọn nữa, chọn đỏ. Chọn nó chết béo. Đây bán đủ các thứ đồ gia dụng này, từ 2.000 trở lên này. Có giá in trên sản phẩm. Chợ thiếu đây. Mình sẽ xem cái giá in trên sản phẩm thế nào. À, cái bình này 70.000. 39.000 bình này. Tô chén
20.000. Đây đến một cái quầy hoa giả này, nhìn nó sặc sỡ như hoa thật luôn ha, không kém gì hoa thật. Nhưng mà ở đây ồn ào quá, này kia nó nhạc lớn. Mình đi hỏi thử giá một cái nha. Đây là hoa lan, không biết bà chủ cho hỏi là một cái hoa lan là bao nhiêu tiền ạ? Cái này là bao nhiêu tiền một cái? 1.2 triệu cho một cái này, một chậu này có mấy cành? 1, 2, 3, 4, 5 cành. 5 cành nhìn nó giống, rất là giống hoa thật nhá. À đây, cái này giống này, cái này giống nhiều này. Giá nó cũng tương đương với hoa thật đấy, 900 bình hoa này nó tương đương hoa thật luôn. Còn cái cây này bao nhiêu ạ? Phải cho một cành, muốn mua bao nhiêu cũng được. Hay quầy hoa giả không đẹp như là hoa thật luôn, giá cũng khoảng vậy. Đây có cây này, cây này à, thiên liễu. Cái này bao nhiêu một cây? 1 triệu một cây này. Cây này là một cái chậu này, có cả chậu luôn. À, quẩy hoa giả. Rồi, cảm ơn nhiều ha. Hồng giả này. Đây, mình xuống đến đây là đấy cái quẩy ăn uống này, dọc từ đây xuống, nhưng mà ở đây hơi ồn ào. Thì không biết có nghe được không, nhưng mà là quẩy ăn uống. Nước thốt nốt 20.000 một chai. À, 20k. Nước cây thốt nốt. Đồ ăn bánh trái, chân gà rút xương. Bánh trứng là 30.000 một phần như này. Bánh ít. Ở rất là nhiều loại bánh. Bánh miền Tây. Ờ, nhìn bánh này là lạ, cái bánh này gọi là bánh gì nhỉ? À, bánh thốt nốt. Đấy, cho một cặp, mà hai cái. Không biết là bao nhiêu nữa. 20 đồng. 20.000, 10.000 một cái. Đây, bánh đặc sản nữa là gì? Bánh bánh bò. Bánh bò thốt nốt. Bò thốt nốt. Cái này là vị mặn hay ngọt này? Đúng, ngọt. Vị ngọt. Rồi. Còn đây là bánh tôm thì mình biết rồi. Dạ. Yeah. Đang nóng, mình mua được hai cái nóng này 20.000, hai cái bánh được là bánh bò thốt nốt là đặc sản, bánh dừa lá tre này, cái này là 10.000 một cái, 7.000, cái này là cái gì ạ? Bánh bò bông lan, bánh bò bông lan này, bánh tôm này, còn cái tím tím này, nói chung là nhiều lắm, rất là nhiều các loại bánh, hỏi không hết được luôn. Là bánh lá mơ là cái nào? Cái này bánh lá mơ đây hả? Cái này bán theo ký à? Đấy, nhiều, nhiều ta. Bánh lá cẩm. Cái này như mình còn ăn với cái gì nữa chứ? Nó có dừa. À, nhiều loại bánh, còn cái bánh này nhìn nó là... Đúng gì? Bánh bọc luôn. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Đây, nước uống vàng Thái Lan bán kèm theo đào 150k một cành. Vàng Thái Lan à, vàng trắng. Còn ở chai ở đây vàng đỏ. 35.000 một chai vàng Thái Lan. Dạ, đúng rồi, đây là vàng đỏ. Đây, vàng đỏ Thái Lan cũng 35.000 luôn. Dạ. Ồ, nó bao nhiêu năm độ? À, ngàn mấy bia hả? Dạ, hơn bia chú. À, khoảng tương đương hơn tí. Mình cho thử vang đỏ nha. Vang đỏ của Thái này. Mời các bạn. Còn đây, vang trắng đang có, chú vang trắng cũng thử. Thôi cho nó cũng thử. Cho ly khác đi. Cho nó lên màu. Thử luôn vang trắng luôn. Vang trắng là... Rồi, mình thử tiếp vang trắng nha. Chúng ta thấy. Vàng trắng, tại vì mới rót ra chai uống có vẻ nó ngon, phải để đây nó hơi lâu tí. Cái này vàng Thái Lan,
nước canh đực không đường không calo quá là luôn, mặt hàng để đang bỏ cho cali cali tham gia phòng tập game đó. Dạ okay. Món này là bò chả quang tối phát sáng. Bên chả quang tối phát sáng bao nhiêu một cái? Dạ 250 xe 200. Bò chả quang có sao không uống bò hết sẵn rồi. Đây mày tổ Thái Lan rồi, cảm ơn. Bên này là hàng vòng đá thứ rất là sặc sỡ. Đây quầy hàng ăn tiếp. Đây là bánh, món bánh bánh trứng, bánh trứng nướng. À bánh tráng nướng. Cái này là bao nhiêu một phần ạ? 50.000 một phần này. Bánh tráng nướng có trứng. Đây, ăn gì thì đến lấy. Cơm lam này. Cơm lam xúc xích. Đồ nướng. À cái này là ăn gì rồi chỉ lựa đó rồi nướng. Ai muốn ăn được rồi, sao mà lấy rồi được nhá. Rất là nhiều món ăn. Đây này đồ nóng à? Thấp cái tuần làm thấp lên xe cái gì thời gian làm cả mình biết luôn nha. Và về đâu sẽ đem đến đấy. 500 cả. Hàng xem cái phần chất phần chất. Đồ nó bị không thay đổi. Đây là em hỗ trợ mà. Đây đến là tham gia quầy đồ chơi này. Bắn trúng thì được hưởng cái đó này. Được em này, bắn trúng gì rồi. À chúng đánh mới được ta. À bắn nó dính kia rồi. Mình dính rồi. Đúng rồi. Được một lon nước canh được. Quá chung. Đây là một cái món chơi nữa. À, cái này bay chúng như được hưởng cái đó. Đây đến là tham gia quầy đồ chơi này. Bắn trúng thì được hưởng cái đó này. Được em này, bắn trúng thì làm trứng mới được ta. Bắn nó dính kia rồi. Mình dính rồi. Đúng rồi. Được một lon nước canh được. Nó có chung. Đây là một cái món chơi nữa. À, cái này bánh chúng như được hưởng cái đó. Bên này ném bánh à? Quên đấy. Nguyên TV, Nguyên TV. Đây là tổ người chơi. Rồi, cảm ơn nha. Đây là tiếp tục đến cái quầy. Đây là chơi này. Đọc cái gian này là rất là đồ chơi. Chú, bạn mình bị tìm là chú. À, đến đây bắt đầu lại là đồ ăn. Đồ ăn tự chọn. Chị ra phiên bản. Không có gì coi anh. Dạ. Đồ ăn tự chọn. Dạ. Cái này nước uống à, trà hoa chế. Loại. Ngoài ra có trà sữa, soda. Dạ. Đồ các loại, đồ uống. Bên kia thì đồ ăn. Rồi cảm ơn. Đây lại bánh tráng nướng. Rồi hết bên đồ ăn rồi, đến quần áo. Mình đến đây đó là một cái quầy hàng toàn là đồ nước thôi này. Tổng giá là 20.000 100g, tức là 200.000 một ký. Muốn lựa cái nào cũng được. Mất gừng, dừa này là nê à? Táo này, còn rồi rất là nhiều loại ạ. Đây là đồng giá hết, đồng giá là 20.000 một
20.000 một lạng 100g đấy. Từ nhà có một lớp thôi. À ai mà thích đồ mứt thì quầy này là hợp lý này. Màu đẹp. Đủ các thể loại luôn. Tắc, chanh non. Đào khô. Nhìn cái này bạn nào mà thích đồ ngọt là nhìn cái này mê luôn. Rất là phong phú. Và video của mình hôm nay cũng đã dài thì mình xin phép kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh, nếu thấy hay hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, tạo động lực cho mình ra được những video tiếp theo được tốt đẹp hơn. Và đừng quên cho mình xin một like. Trân trọng cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại. Thank you.